Xin chào mọi người, như chúng ta đã biết, đời sống tâm linh của người dân Việt Nam cực kỳ là phong phú và có những cái điều mà tồn tại, lưu truyền từ xưa đến nay, và trong đó có những điều mà chúng ta nên tránh khi về nhà mới này, những kiêng kỵ khi chúng ta chuyển nhà, nhập trạch, nhà mà tránh những cái xui xẻo, những cái điều không may và cầu mong những cái điều tốt đẹp, những điều may mắn nhất. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu rõ hơn trong những chia sẻ hôm nay nhé. Có 10 điều chúng ta cần phải kiêng kỵ, từ 1 đến 10 đều rất là quan trọng. Trong đó, cái điều đầu tiên và cái điều cuối cùng là cái điều số 10 ấy, quan trọng hơn cả. Vậy nên mọi người chúng ta hãy chú ý theo dõi nhé. Điều đầu tiên quan trọng chính là việc chúng ta chọn ngày lành tháng tốt để chúng ta chuyển nhà nhập trạch. Do vậy, việc chúng ta cần kiêng kỵ ở đây là kiêng kỵ những ngày giờ tháng xấu. Bỏ lỡ những cái ngày giờ tốt để chúng ta chuyển dọn nhà mới này, hay là chuyển nhà vào ngày xấu, là những điều mà chúng ta cần phải kiêng kỵ. Cái ngày này nó phải là được tính dựa vào hai cái yếu tố chính. Một là cái lịch âm này, theo âm lịch. Hai là dựa vào ngày tháng năm sinh của người trụ cột gia đình để chúng ta lấy kết quả tốt nhất, để nó mang lại cái vận khí tốt lành. Người trụ cột gia đình ở đây chính là người nam giới, người chồng nhá. Ngày xấu mà chúng ta chuyển nhà ấy, thì được cho là cái ngày mà khắc tuổi với chủ nhà này. Ngày tam nương, tam nương theo quan niệm dân gian chúng ta là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch. Ngày dương công kỵ nhật là ngày mùng 5 này, ngày 14 và ngày 23. Những ngày chúng ta cần tránh nó, các bạn chúng ta cần phải ghi nhớ. Ngày mùng 1 này, đầu tháng, ngày rằm, ngày 15 âm lịch thì người ta cũng rất là hạn chế vì chúng ta chuyển nhà hay là nhập trạch, nên chúng ta cũng còn tránh nữa. Ngoài ra, tháng 3 âm lịch này, tháng 7 âm lịch. Tháng 3 là lễ tảo mộ phải không? Tháng 7 thì là tháng cô hồn, lễ vu lan thì người ta cũng hạn chế việc là chuyển nhà hay là nhập trạch. Vậy chúng ta cũng cần chú ý cái điều này nữa. Do đó, sau khi mà chúng ta đã chọn được ngày tốt này, giờ đẹp, tháng đẹp nữa, bạn chúng ta không nên chậm trễ hay là cũng hạn chế cái vấn đề chúng ta thay đổi ngày nhé. Trừ cái một số trường hợp chúng ta bất khả kháng thì phải thay đổi thôi. Và như vậy là nó sẽ làm lỡ kế hoạch chuyển dọn nhà của các bạn này, cũng ảnh hưởng đến những công việc khác nữa. Hoặc là việc chúng ta chọn sang cái ngày khác nó lại không được đẹp bằng cái ngày mà chúng ta đã chọn mà đã bỏ lỡ rồi đó. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta loại trừ hết những cái ngày xấu ra, những cái ngày kỵ ra ấy, mà bạn chúng ta vẫn chưa thể sắp xếp được cái ngày này cũng như là cái thời gian phù hợp vì nhiều lý do như là bận công việc này, việc này vừa kia, thì chúng ta cũng đừng quá áp lực hay là khắt khe quá mức nhé. Chỉ cần chúng ta chọn được một cái ngày mà tương đối thôi, cũng thực sự là không cần quá đẹp hay là tuyệt đối là nó không được kỵ, không được xấu thôi. Một cái ngày tương đối phù hợp là chúng ta có thể chuyển nhà rồi, miễn sao là chúng ta cẩn thận và không phạm vào những cái điều kiêng kỵ tiếp theo đây. Điều thứ hai, chúng ta kiêng chuyển nhà vào buổi tối và ban đêm, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến vận khí của gia đình, gia chủ. Thời điểm tốt nhất là chúng ta nên là vào buổi sáng này, và nên xong trong cái ngày nhé, trong ban ngày. Thời gian lý tưởng là từ 6 giờ sáng cho đến trước 18 giờ tối. Ngoài cái yếu tố tâm linh ảnh hưởng đến vận khí, người ta cũng tránh chuyển nhà vào ban tối này, ban đêm khuya nữa, bởi vì đây là cái thời gian mà trời nó tối rồi này, chúng ta khó quan sát cũng là khó nhìn nó rõ ấy, mà cũng là cái thời gian chúng ta nghỉ ngơi. Nếu mà chúng ta xảy ra những cái sự cố gì thì khó xử lý tốt được, dễ bị thất lạc đồ hay là chúng ta bị rơi vỡ đồ thì nó không hay, nên chúng ta cần kiêng cữ. Điều thứ ba, chúng ta là kiêng việc chúng ta nói những cái điều không hay, không may và tránh cãi vã nhau trong cái ngày chuyển nhà này. Không được có cái tâm lý và những cái hành động tiêu cực nhé. Đến nơi ở mới, tức là chúng ta, gia đình của các bạn, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới này, với một cái khởi đầu mới nữa. Vậy nên nếu cái khởi đầu mà chúng ta nó không được suôn sẻ này, cãi vã rồi mất hòa khí, nó tiêu cực và là khóc lóc này, buồn bã rồi là than vãn nhiều ấy, lo lắng nhiều, thì đồng nghĩa là cuộc sống sau này chúng ta nó cũng không được là suôn sẻ, không được êm đẹp và thuận lợi, không tốt. Vậy là chúng ta hãy thả lỏng mình này, để tâm trạng chúng ta thoải mái, cố gắng là không nên cãi vã nhau, tranh luận, gây gổ với bất cứ ai, cũng không mắng mỏ hay là
mắng mỏ trẻ nhỏ trong nhà ấy. Hơn nữa là tuyệt đối chúng ta không được nói những cái lời tiêu cực, những cái lời không tốt, mà chỉ là chúng ta nói những cái điều hay, những cái điều tốt đẹp, những điều lành thôi, để chúng ta tạo cái năng lượng tích cực này, cái không khí nó tốt đẹp, nó lan tỏa khắp cái ngôi nhà mới thì vận khí nó tốt lành hơn. Điều thứ tư chúng ta cần chú ý là kiêng đi tay không vào nhà lúc mà chúng ta nhập trạch. Nhập trạch tức là vào nhà ở với gâu. Đây là một trong những điều kiêng kỵ khi mà chúng ta dọn đến nhà mới ở. Bởi vì theo phong thủy, nếu mà chúng ta đi tay không ấy, thì nó sẽ là cái biểu tượng là sự thiếu thốn này, tay trắng không có của cải gì. Bởi thế dù là chúng ta có thuê những cái dịch vụ mà chuyển nhà chọn gói này, hay là có những người mang đến sau cho mình ấy, thì chính những cái thành viên ở trong gia đình của chúng ta khi vào nhà mới nhập trạch, chúng ta hãy mang theo những cái thứ gì đó mà nó tốt đẹp này, may mắn, phát tài, phát lộc, tiền của, mang theo bên mình để chúng ta đi vào trong nhà nhé. Và đầu tiên mang đến nhà mới, thường người ta thường mang là cái chiếu mà chúng ta đang sử dụng ở nhà cũ này, bếp lửa, rồi là tiền của, những cái điều may mắn, những cái màu sắc may mắn nữa. Đồ dùng quan trọng liên quan đến tâm linh như là bát hương này, bài vị tổ tiên hoặc là tượng thần tài thì nên là do chính tay chủ nhà nhé. Chủ nhà chúng ta mang tới thì nó mới đạt cái sự may mắn cũng như là vận khí tốt lành nhé. Điều tiếp theo khi mà các bạn chúng ta chuyển nhà nhập trạch cần lưu ý là cấm kỵ việc chúng ta mang chổi cũ này hoặc những cái đồ vật mà nó cũ kỹ về nhà mới, như là chổi quét nhà, chổi lau nhà hay là rẻ lau nhà, những cái khăn lau đồ ấy, những cái vật cũ kỹ hư hỏng rồi hoặc rách nát rồi thì chúng ta nên bỏ đi, vì chúng là đã được sử dụng và dọn dẹp ở cái căn nhà cũ của các bạn này. Nó bị cho rằng là chứa đựng những rắc rối, những bụi bẩn, những cái điều không hay, những điều xui, đen. Vậy nên khi chuyển nhà mới thì chúng ta cần bỏ những cái thứ đấy đi và nên sắm một chiếc chổi mới này, những đồ dùng mà chúng ta lau chùi trong nhà ấy, hay là những cái cọ rửa thì chúng ta nên thay mới, mua mới để nó tạo một cái vận khí mới, sạch sẽ và an lành cho cuộc sống mới của chúng ta nhé. Điều thứ 6 các bạn cần chú ý là kiêng ngủ trưa ở ngôi nhà mới trong ngày đầu tiên của chúng ta dọn đồ chuyển đến. Chỉ trong cái buổi trưa đầu tiên đấy thôi nhá. Bởi vì theo đó nó là tượng trưng cho cái sự lười biếng này, ủ rũ hay là bệnh tật nữa. Từ ngày thứ 2, từ ngày tiếp theo trở đi thì chúng ta có thể ngủ trưa này và sinh hoạt bình thường ở cái ngôi nhà mới đó. Chỉ là kiêng cữ trong ngày đầu thôi nhá, để mọi thứ nó may mắn cũng như là nó chăm chỉ, tích cực hơn. Điều thứ 7 là kiêng làm đổ vỡ khi mà chúng ta chuyển nhà, nhập trạch. Đầu xuôi, đuôi lọt. Chính cái quan niệm này khiến mọi những hoạt động của chúng ta trong cái những ngày đầu tiên mà chúng ta chuyển nhà cần hết sức là cẩn thận, phải cực kỳ là cẩn trọng với những cái đồ mà chúng ta đang vận chuyển này, những cái đồ dễ vỡ. Những trường hợp mà chuyển đồ trước khi mà nhập trạch cần phải chú ý. Nếu chẳng may chúng ta xảy ra những cái đổ vỡ này hoặc là mất mát thì sẽ được cho là kẻ may mắn, dễ gặp những cái rắc rối, đổ vỡ trong mối quan hệ sau này. Điều thứ 8, chuyển nhà khi mang thai người ta cũng rất là kiêng kỵ. Theo quan niệm dân gian thì cho rằng bà bầu kiêng về nhà mới khi mà chúng ta có bầu này, hoặc là chuyển nhà khi mang bầu nó là không may mắn, không tốt, sẽ phạm phải thần thai. Trường hợp bất khả kháng gia đình bạn phải chuyển nhà trong lúc người vợ mang bầu ấy thì vẫn phải diễn ra thôi, bất khả kháng mà, thì chúng ta hãy chú ý là mẹ bầu chúng ta không nên tham gia vào cái quá trình chúng ta di chuyển, chuyển nhà. Và khi chuyển đó mà thời tiết nó mực quá hay là mẹ mệt yếu thì chúng ta nên tránh đi và đi nghỉ ngơi sang nhà người thân chúng ta nghỉ ngơi. Khi mà nhà cửa đã dọn dẹp xong rồi ấy, thì chúng ta mới được đón về nhà mới nhé. Điều thứ 9 là kiêng người tuổi Dần chuyển nhà hay là phụ dọn đồ đạc trong cái buổi chuyển nhà nhập trạch. Bởi vì là theo quan niệm là chúng ta không nên rước hổ vào nhà. Tuổi Dần là hoặc dần là hổ lên tuổi hổ. Người ta rất là kiêng cữ vấn đề này để tránh những cái chuyện không hay có thể xảy ra. Vậy nên nếu nhà bạn có người tuổi dần thì họ nên tránh đi. Khi mà chúng ta nhập trạch nhà ở xong ấy thì có thể về, hoặc là gia chủ mà chúng ta là tuổi dần ấy
thì có thể mượn tuổi người thân của mình để làm lễ thay nhé. Điều kinh nghiệm thứ 10 rất là quan trọng đây, đó là chúng ta cần kiêng việc không tạo sinh khí cho nhà mới. Không được để nhà mới của chúng ta hiu quạnh này, lạnh, vắng lạnh ấy. Trong những ngày đầu sau khi chúng ta nhập trạch, cần thắp đèn sáng mỗi tối này, nấu nướng, thắp hương và sinh hoạt trong nhà mới để tạo sinh khí, tức là có hơi ấm, ấm áp ấy, ấm cúng, hơi có hơi người ở. Ban ngày thì bạn nên mở cửa để cho không khí nó lưu chuyển, lưu thông để tránh bí bách cũng như là tù động. Đặc biệt, nếu các bạn chúng ta chỉ nhập trạch để lấy ngày mà chúng ta chưa vào ở, chưa chuyển đồ về ở ngay thì tốt nhất là chúng ta nên ngủ lại đó một đêm nhé. Một đêm đầu tiên là nên ngủ lại này. Và trong cái thời gian sau, chúng ta vẫn trong cái thời gian chờ đợi mình chưa đến đấy ở ấy, thì vẫn phải thường xuyên đến thắp hương này và trông nom cái căn nhà mới này và không được bỏ mặt. Chúng ta cũng có thể chuyển đồ trước khi mà chúng ta nhập trạch nhé, nhưng mà phải thắp hương này, trông nom. Lưu ý, trong cái ngày chúng ta nhập trạch thì chỉ nên có người thân trong gia đình trong cái buổi làm lễ đấy thôi. Bạn bè khách khứa thì chỉ nên đến vào cái ngày mà chúng ta tân gia, tức là cái ngày chúng ta mở tiệc chiêu đãi lên nhà mới, để không làm kinh động đến thần linh tổ tiên. Các bạn chúng ta nên biết là cái ngày mà chúng ta chuyển nhà mới, tức là cái ngày chúng ta nhập trạch, với cái ngày mà làm tiệc ấy, đãi lên nhà mới tân gia, thì là hai buổi hoàn toàn khác nhau nhé, không phải là chung vào đâu mà khác nhau. Đó là 10 điều chúng ta cần biết để kiêng kỵ khi mà chúng ta chuyển nhà mới này, cũng như là nhập trạch. Lễ nhập trạch của nhà mà chúng ta, nhà ở chung cư hay là cái nhà mà chúng ta xây bình thường, xây thường lên ấy, cơ bản là giống nhau và chúng ta bắt buộc phải có nhé. Còn với nhà thuê này hay là nhà ở trọ thì chúng ta không bắt buộc hoàn toàn, và tùy vào cái niềm tin và cũng như là cái điều kiện của mỗi người thôi. Tuân thủ những cái điều này ấy, thì giúp chúng ta an tâm hơn. Tuy nhiên, nếu mà chẳng may chúng ta lỡ phạm phải một số điều kiện nào đó, ví dụ như là bị vỡ đồ này, gia đình chúng ta không vui lắm, con khóc, con quấy, thì bạn cũng đừng áp lực hay là lo lắng quá nhé. Quan trọng là sau đó vợ chồng chúng ta, gia đình chúng ta yêu thương này, nhường nhịn và cùng nhau xây dựng gia đình, kinh tế cũng như là hạnh phúc thì mọi thứ sẽ không sao cả. Chúc cuộc sống gia đình của bạn trong ngôi nhà mới luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhé.